mắt em. Dạo này xinh nhỉ? Một nửa của mình. Không, rồi là tầm xế chiều thì đấy thì mình đi với người yêu. Hả? Biến chỗ. Niềm vui. Làm một cái MV và đừng đòi tiền. Đó là một cái chuyện. Nói nữa là Line The Star tặng 18 công bây giờ. Không à. Xin chào tất cả khán giả của chương trình 1 phút kể hết. Ngày hôm nay thì Nguyễn Trần Trung Quân cũng như Dennis Đặng rất là vui vì có mặt ở đây. Dịp Valentine nên là Quân và Dennis sẽ mỗi người bốc một cái để chia sẻ và phải nói thật. Và bây giờ thì Dennis bốc trước nhá. Ok. Bạn bè. Đúng. Tại vì đối với Dennis thì bạn bè chính là cuộc sống. Chắc chắn là ngoài việc là chúc mừng ra thì phải có một món quà nữa cơ. Tại vì đối với Quân thì cái ngày Valentine nó vô cùng là đặc biệt, không chỉ là tình yêu mà còn nó là không nên thôi, nhưng tại mà không thực không ra là Dennis nên mình nên giữ một cái tình bạn thân nên nó sẽ trường tồn hơn là một tình yêu ngắn hạn. Chính xác. Nếu mà mình mà còn gọi là chưa có người yêu thì mình đi là đúng. Còn nếu mà mình có người yêu rồi thì mình nên ghen chết. Phân bố ra ví dụ như là ngày Valentine thì sẽ chia khung giờ ra, ví dụ mình đi buổi sáng với bạn đi để cho người yêu ngủ buổi sáng cho nó khỏe mạnh, xong rồi là tầm xế chiều thì đấy thì mình đi với người yêu. Hả? Một cái biện pháp gì đấy là như này. Khai trừ cả hai con người khỏi cuộc đời trong một lúc. Chính xác. Bắp. Đùa ấy, làm gì có chuyện đấy. Nếu mà có chuyện đấy thật thì có lẽ là Quân sẽ rất là thất vọng. Trước mắt là nghỉ chơi đã. Trước mắt nghỉ chơi. Chắc chắn là cho ngay rồi. Chắc chắn. Quá nhờ. Cũng đi cùng đấy, tại vì Dennis chưa bao giờ để đầu chọc bao giờ. Quân thì sẽ không đâu, Quân sẽ nghĩ lại sự tình nó sẽ như nào, nhưng mà trend trong thời gian. Không, mặt anh không hợp nha. Thử đâu mà biết. Chắc chắn là không. Thử đi rồi biết. Mắt đẹp. Dạo này xinh nhỉ. Quân này. Biến trộn. Niềm vui. Đói quá. Niềm vui mà nhìn là biến trộn. Xem mưa. Chính xác là mỗi một ngày Quân đều cười. Dennis thì có lẽ là tưởng là bị điên đấy. Không, Quân điên thật, tính Quân điên thật nên là Quân cười mỗi ngày, mà Quân nghĩ là đấy là một cái điều mà hoàn toàn nên cho một người tăng động như Quân. Hạn chế. Quân sẽ im lặng và không nói chuyện với ai. Em tưởng là anh bỏ ăn chứ. Không, bỏ ăn. Bình thường rất vui, ngày nào cũng ăn, nhưng mà khi đã bỏ ăn thì là dấu hiệu không vui. Đúng rồi. Thì dấu hiệu không vui là im lặng. Chắc chắn thôi, ai cũng thế mà. Chắc chắn. Mua niềm vui và tạo một cái niềm vui cho người khác nữa. Đúng rồi, đấy là niềm vui của mình luôn. Niềm vui nhỏ có ý nghĩa mỗi ngày là khi mà Quân nhìn thấy những đồng đội của mình và những người mình yêu quý càng ngày càng hoàn thiện hơn. Vừa được cân đối thời gian làm việc và có bạn bè nữa thì là tuyệt vời. Không. Tùy người. Không nha. Nhưng mà hầu hết những trường hợp đấy thường là những cái trường hợp mà mình không nghĩ đến thôi. Đại khái là chắc không vui một chút nào đâu. Quân sẽ không vui bởi vì là thực sự là Quân rất là trân trọng một cái nụ hôn. Kể cả là hôn má hay là hôn môi hay như nào đấy, Quân rất là trân trọng cái điều đấy. Chắc chắn là Dennis là người may mắn của Quân. Quân cũng thế, không kém may mắn khi mà gặp được Dennis. Và Quân nghĩ rằng là Dennis và Quân nó giống như là một cái gì may mắn trong cuộc đời của nhau. Hai may mắn. À, hai may mắn. Cho mình ăn nhiều. Thường không xảy ra đối với Dennis. Quân làm gì vui nhỉ? À, chỉ cần giảm cân là cái và Dennis vui luôn, lắm luôn rồi. Những món quà. Một chuyến du lịch là Dennis đúng không? Quân thì sẽ là một món ăn nào đấy mà mình tự làm. Dennis không thích ăn sô-cô-la nên Valentine chắc mình phải được tặng hoa để chụp ảnh thì cũng ok. Nhưng mà hoa phải lạ thì cái album nhạc, một cái gì đấy liên quan đến âm nhạc thì Quân sẽ rất thích. Muốn nhận một cái nhà biệt thự nha. Một cái nhà thật là to, thật nhiều cây. Đấy, sau khi nghe Quân nói về ý tưởng đấy thì Dennis cũng đổi sang là một nhà to và biệt thự. Hay là biệt thự nhá. Có phải pet đâu mà nuôi. Tự nuôi cũng được chứ sao phải nuôi. Chó lông dài. Chó lông đen. Rồi, chính xác. Lao động là vinh quang và tự chủ đi. Rất là vui thôi, rất là happy bởi vì cái người đấy điên giống mình. Không, cũng thông cảm, chắc là người ta ngủ đông ấy. Mình cũng rất vui bởi vì thế này, bởi vì rõ ràng là mình đã trên 18 tuổi rồi và cái chuyện đấy hoàn toàn là bình thường và nó là một cái chuyện. Nói nữa là Line The Star tặng 18 công bây giờ. Không ạ. À. Không nhá, ý là chút nào ạ. Quân đang nói là thì ý là nó hoàn toàn bình thường, đừng có cảm giác serious lên, đừng có kiểu im xong cất. Đúng rồi, im xong cất đi vào lúc khác chơi. Là tìm hiểu. Tìm hiểu. Đừng nhà biệt thự không có đâu. Làm một cái MV và đừng đòi tiền. Chắc chắn không bao giờ xảy ra. Còn đây gấp 3 lần cắt xe hiện tại. Thật ra là một phút kể hết rất là thú vị. Và đây là những cái điều mà nói rất thật đấy.
muốn kể hết rất thật và nhanh gọn nhẹ. Tập rất thích mấy cái này. Rất thích mấy cái này và tí nữa chắc chắn là sẽ ekip mà có tìm thì sẽ không thấy nhá. Thì bọn mình đang về nhá. Màu hồng rất xinh. Nhân ngày Valentine thì Quân chúc những bạn mà đang có người yêu ấy thì đừng có lên mạng xã hội và đừng có lên status mà thể hiện quá tình yêu lên nhá. Các bạn hãy tánh té lại một tí và vô tình làm tổn thương cho Quân hay là Dennis đấy. Vui vui thế thôi, nhưng mà Quân mong rằng là Valentine sẽ là một cái ngày mà các bạn có thể hâm nóng được tình cảm của các bạn này, các bạn có thể chia sẻ và có thể là nếu mà có bất kỳ những cái điều gì mà hiểu lầm nhau ấy thì các bạn hãy dành cái ngày này để xì xóa quyết. Và chia sẻ thẳng thắn với nhau. Và đối với Quân thì tình yêu bất diệt là phải sự thẳng thắn. Trước mắt là nghỉ chơi tạm thời. mình nên giữ một cái tình bạn thân nên nó sẽ trường tồn hơn là một tình yêu ngắn hạn. Chính xác. Khai trừ cả hai con người khỏi cuộc đời trong một lúc. Chính xác. Tự mình nuôi mình đúng rồi. Chính xác. We'll be right back.